Giờ này thì cũng tới giờ tụng của thầy nha các bạn. Bây giờ là thầy chuẩn bị vô tụng hồi kinh cuối cùng nha các bạn ơi. Rồi, hồi nào giờ mình cũng mới gặp thầy này lần đầu tiên. Giờ mình sẽ quay một hồi kinh tụng của thầy để cho mấy bạn xem và tham khảo nha. Buổi sáng tại Mỹ Hiệp Sơn có anh em càng tay dùng ghiền nha các bạn. Hiện tại là mấy anh em mình đang đi cho dịch vụ mai táng của chợ hàng Chính Kỳ. Và bây giờ là anh em đầu tì cũng đến và dùng buổi sáng để chuẩn bị làm việc nha. Rồi thầy thì đang tụng hồi kinh cuối. Rồi sau đó là cúng cơm, cáo đầu lộ nha các bạn. Đây là quang cảnh phía ở bên ngoài. Thì từ đây đi hướng này lên trên đó khoảng một cây số nữa là tới chợ Mỹ Hiệp Sơn nha. Còn cái đường này thì đi thẳng xuống đó là kinh 8, kinh 7 này nọ đó các bạn. Mình đang ở chỗ này thì nó gần cái kênh gọi là cầu kênh Chủ Kiều. Bên trong thầy tụng, giờ đây mình quay cho mấy bạn coi. Địa chỉ xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Người đã tùy duyên xã thân, bao y pháp tàn hiệu quyến thân nhân. Lòng đau xiết cởi, lòng đau xiết cởi, ngày thiết lợi cũng tổng kim quang bảo tháp mặt tàn. Bảo tháp mặt tàn nhìn thu an nghỉ. Vì vậy nay theo thượng đạo cung thỉnh linh mô, cung thỉnh linh mô năm. Cung thành linh mô trong nghĩa sư đồ, từ đường bái biệt ta ngưỡng mong liệt vị, từ bi chứng minh tất lòng hiểu đạo sơ hiển trà. Sơ hiển trà chứ hiển trà. Thưa bà con, trong cái Phật giáo thì bà con thấy hình thức mình thấy nó cũng giống như nó khi mình tâm mình nó động lên thấy nó sang. Mà thật sự trong cái Phật giáo là gọi là nhất sắc dị thanh, nhất là cái sắc gì là cái âm thanh, hai cái này là phải là cho nó cử đó. Vì vậy thì nó mới đem vô trong cái lòng người được, nó mới tương quan, nó cảm ứng trong lòng người được. Mà còn cái âm thanh mình nói lên nó nghe nó hú rồi nó này nó kia, là đọc cái thần kinh là Phật tử người ta biết không có chịu được. Ta nói là đọc kinh không có đưa vào người, thành ra ta khi ta chơi xe không cày được, đọc kinh nhỏ lớn mà đọc được không được đó. Đó chắc là bình luận với bình cái này đó. Thành ra tôi nói thẳng nghĩa cho gia đình rõ. Cái này không phải là mình nóng sân si, mà thật sự cái nào thật dạy, cái nào đáng mắng là phải mắng, đáng nói phải nói. Còn việc đáng nói mình không dám nói, rồi đãi cuối cùng nó cộng nghiệp, nó kéo theo cuộc đời luôn, là nó không hay. Hôm nay tôi chia sẻ với bà con cái nào đáng nói hay gì được không? Nhiều khi đọc nghe không rõ thì nó cũng rối. Cái
sơ hiển trà lại tam ma bái hồ à quỳ cao lớn đăng long tượng à mênh mông cả đất trời à trước linh đường cối lại à, cầu tổ ăn muôn à, đời chi tâm đảnh lại gia tiên tổ tiên nhất bái chi tâm đảnh lợi cổ huyền hấp tổ nội ngoại tiên linh nhị bái chi tâm đảnh lợi cổ huyền trăm họ tiên linh tam bái non sông mà gầm vóc ngày nay là bao khó nhọc dựng xây buổi đầu chúng con tha thiết khẩn cầu cụ huyền thất tổ nhiệm màu sáng soi lời tam mà bái chiều châu trà ba điệp má y bồ son một viên này cũng dường à tổ tiên à nay dời phước tây thiên lời ngay ý bỏ giờ đã liên hoàng à đi ở rõ ràng lẽ thường phải vậy cuối sinh năm nhà tôn phái liệt vị hướng linh đưa người đi một gánh đạo tình giúp kẻ ở hai vai chí nguyện chung hứa hiến trà lại tổ công phụ đức thiên niên thành tử hiếu tôn ma hiền vạn đại vinh con thảo cháu hiền lễ bái tạ tiên linh tử bái kinh thưa chư hương linh bà huỳnh thị lại chúng tôi thiết nghĩ rằng tình thầy trò con cháu còn đây hàng con cháu tử còn lý đạo chưa quên là chúng ấy lớn hơn đồ theo đôi lòng bụng dạy một dạ tiếc thương sớm rằng nay có hiếu chủ câu thứ hai của tên gì tên họ gì này đọc nay có hiếu chủ con gái thứ hai Trần Kim Diệu cùng cả quyển thuộc họ hàng mười phương bà con tụ hội về nơi xã Mỹ Hiệp Sơn huyện Hòn tỉnh Kiên Giang tất cả dưới xe buồn thảm rước tỏ đớn đau thầm nghĩ rằng bà hương linh mẹ đã qua đời rồi thì con cháu lưu bờ sắm thiền bạc tiền lào lào trăng sáng đêm chở bơm cô thảm thảm mây mờ ngày che thấp lạnh trong đấu sơn mà xót dạ nghĩ tan hải mà đau lòng than ôi thương thay than ôi thương thay Kim Ma Quan dài vậy bối rối lòng đây
vì vậy vội bài lời mọn kinh tiên hương linh bà hương linh mẹ gì cô chị em mong hương linh vũ chúc lòng từ mặt nhiên chứng giám nam mô A Di Đà Phật nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát nam mô chư vị hương linh bà Quỳnh Trần Thị Lợi phục ta nguyện cẩn trọng đường đi hương linh cẩn trọng đường đi vì trước mặt sau lưng có nhiều loài phi nhân đón đường dặn bước sợ lạc lầm mà nên bành đạo mới báo khuyên khinh an xả lợi vào phù đồ đa bảo sớm hiện điểm lành giá thượng phẩm cổ liên trong xem hoa nở vô sanh quả chứng bắt tôi vị thành cảnh sở nay ngày 24 âm lịch Phật ca lịch 2564 ta sa môn thích di hạnh phúc thích tại nguyện thích lạc phúc thích chân thân phụng hành pháp ba sự thất Phật diệt tội chân ngôn li ba đới cầu hạ đới đà ba đi đới ni lây lây đới tỳ lây đới đới ma già đới chân lân càng đới ta bà ha li ba đới cầu hạ đới đà ba đi đới ni lây lây đới tỳ lây đới đới ma già đới chân lân càng đới ta bà ha hiến già lợi tam ma bái.